tiếp tục học cái bài kinh, bài kinh ngoại đạo. Nội dung của kinh ngoại đạo và các kinh sau, các kinh tiếp theo là kinh cuối cùng của phẩm ấy, nội dung kinh này và các kinh sau có thể thu gọn trong như sau. Đã không thể nói khổ lạc ở đời do ai tạo, phải thấy rằng mọi sự là do các duyên. Nói ngắn gọn có thể chỉ nói xúc, từ đó là toàn bộ duyên khởi. Xúc là sự cộng hưởng giữa sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Nghe 18 cái này chính là 18 giới, cũng là 12 xứ, và dĩ nhiên cũng là danh sắc, thủ quẩn, cái gì nữa, toàn bộ pháp hữu vi. Đấy, đó là toàn bộ, toàn bộ nội dung kinh nó có bao nhiêu đó thôi. Tức là cái chi pháp, cái bản dịch tiếng Việt ấy, nó có chỗ ngó hay ngán, nhưng mà mình nói rõ ra thì không còn hết. Một vị La Hán cũng có đủ 18 giới. Cái chữ giới đây là tiếng Pali là tha tú, chứ không phải là si lá. Nhưng không còn phiền não, nên chỉ có khổ thân. Đó. Rồi cái câu cuối cùng á, là một vị La Hán cũng có đủ 18 giới như mình vậy, cũng có 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, nhưng mà không còn phiền não, nên chỉ có khổ thân. Để mà mở một đơn do nghiệp quá khứ, nghĩa là cái thân của ngài thì do nghiệp quá khứ, cho nên cái khổ thân thì ngài cũng bị bệnh, ngài cũng bị già, rồi ngài cũng trải qua cái giây phút hấp hối, rồi tắc thở, rồi ngài cũng bị tẩy xước, thương tích, bệnh hoạn, ngài cũng bị vu oan giá họa, cũng bị giày xéo trà đạp đủ cách. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là vấn đề thân xác của ngài thôi, nếu có chứ không hẳn là phải có. Nếu có thì cũng là do nghiệp quá khứ, nhưng mà nó thuộc về thân ngài thôi, chứ ngài không còn khổ tâm. Đó là niềm phải nhớ nha, thì không còn khổ tâm, và chỉ có cái đời này thôi, chứ còn khi mà ngài tắt thở rồi thì hết nha. Cho nên trong kinh Đức Phật thì mới dạy á, là nếu có thân bệnh thì cũng đừng bao giờ để có tâm bệnh. Thân bệnh là những vấn đề trên thân xác, tâm bệnh là những vấn đề phiền não trên tâm lý, như đam mê, bất mãn, thất vọng, ghen tức, sợ hãi, thù ghét. Đó. Là vậy đó. Có lần, không phải lần mà nhiều lần đó, ngày đến là thăm bệnh ấy, ai đó, ngày thăm bệnh ai đó, một vị tỳ kheo hay là một cư sĩ Phật tử, thì ngày có một cái câu khuyên, có một cái lời khuyên, đó là
nếu phải có thanh bệnh thì cũng đừng có bao giờ để có tâm bệnh. Người nhắc nhở cái người mà đang nằm ở trên cái giường bệnh ấy, người nói như vậy. Nếu mà có kẹt quá mà phải bị thanh bệnh ấy, thì như bị ung thư hay là bị mổ xẻ, bị ruột thừa, bị cái gì đây nữa đó, thì hãy để cho nó dừng lại, hãy để cho cái nỗi đau đó, cái cơn đau đó nó dừng lại trên cái tấm thân của mình thôi, đừng để cho nó đi xa hơn nữa vào cái nội tâm, nó sâu sắc đó, đó. Đừng để đi sâu hơn nữa, đi xa hơn nữa vào nội tâm, có nghĩa là nó đau thì cái phần của nó, nhưng cái tâm mình vẫn là thanh thản. Và cái điểm này thì có nhiều người nghe đi qua thì có thể họ không có tin, có thể họ không có tin, mà thật sự là nó có, tôi có thể chứng minh thế này. Là mình thấy một người mà có hàm dưỡng, một người có giáo dục, một người có ăn học, một người có một cái khả năng gọi là tự kiềm chế, thì khi họ đau đớn hoặc là khi họ nổi giận ấy, thì coi như là họ có cái phản ứng khác với cái người mà coi như là thiếu những cái này, thiếu hàm dưỡng, thiếu kiềm chế, thiếu giáo dục, thiếu văn hóa. Các vị phải đồng ý với tôi, những bắt buộc phải đồng ý. Một cái ông một cái nhiều người trí thức, một lúc họ nổi giận đó, họ không có thể nào họ có những cái phản ứng mà giống như cái anh mà chở búa được hết. Đó là nói từ ngoài đời, thì nói gì là ở trong đạo. Một cái người mà coi như là có tu tập, có hàm dưỡng, có hàm dưỡng, có tiết chế, có sự điều phục bản thân, thì khi mà họ gặp chuyện thì khổ nhiều lắm, thì vấn đề nó dừng lại ở cái thân của họ thôi. Chứ tôi biết có những người khi đau quá đó, họ hay kêu lên những cái tiếng mà gọi là phản xạ đó. Có người họ chủ tục, nó lạ như vậy đó. Có người họ đau quá đó, tình lình có cái gì đó trúng chân họ chữ thề nó tục. Rồi có người họ kêu chúa ơi, hoặc là trời ơi. Nhưng có người họ chỉ xích xoa thôi. Thì mình thấy phản ứng hết nhau. Thì ở đây, ở trong đây cái bài bếp, toàn bộ mấy cái bài kinh còn lại của cái phẩm này thì nói chuyện đó. Đó thứ nhất là trong đây xác định rằng là cái khổ lạc ở đời này là của chúng sinh ấy, không phải do ai tạo hết. Bà hỏi chúng tôi đã có nói qua điểm này rồi, không phải do một cái đấng thượng đế chí tôn có cái quyền ban phước tha tội nào đó mà ban phát hay là trừng phạt mình, chứ không có. Dứt khoát mà mỗi người là thượng đế của chính mình. Bởi vì cái điều này chính trong kinh Đức Thế Tôn cũng đã xác nhận rồi. Này các tỳ kheo, nếu mà có một cái vị thượng đế nào đó mà tạo ra muôn loài, thì ta nói rằng đó là một cái vị thượng đế rất là tàn nhẫn. Là vì vị đó đã tạo ra một cái, Đức Thế Tôn nói rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng mà mình phải suy nghĩ. Ta nói là nếu có một vị thượng đế mà tạo ra muôn loài thì phải nói rằng đó là một vị thượng đế rất là tàn nhẫn, đã tạo ra một cái thế giới vui ít mà buồn nhiều. Dù mình có nói như là Chúa có dụng ý này dụng ý kia, nhưng mà mình tự tưởng tượng đối với con người mình nó khác. Mà nếu mà có một cái đấng thượng đế như vậy thì ngài phải khác chứ. Thế như cha mẹ muốn cho con nên thì phải cho roi cho giọt. Là vì sao? Là vì nếu mà không có như vậy thì con nó có thể nó bị nó dễ ngươi, rồi nó có thể nó bị hư. Bởi vì cha mẹ không phải là toàn năng, cho nên cha mẹ phải nhờ cậy đến những cái biện pháp mà bản thân mình không muốn. Tôi nhắc lại, vì cha mẹ không phải là toàn năng, cho nên cha mẹ phải nhờ cậy đến những biện pháp mà mình không muốn. Thí dụ như làm cho con đau, đánh con, hoặc là mắng con, làm cho con buồn, làm cho con giận, làm cho con thiết có thể tủi thân, kiểu như vậy. Mà vì sao phải xài những biện pháp hạ sách này? Là vì cha mẹ không phải toàn năng nha. Cha mẹ đành phải cắn răng mà chọn lấy những giải pháp đó. Nhưng mà giả định như có một đấng Chúa Trời, một đấng thượng đế toàn năng, thì ngài đâu có cần gì mà phải dùng đến những cái hạ sách này nha. Ngài đâu có cần dùng. Nếu mà còn ngài mà còn quá như vậy thì ngài đâu phải là toàn năng. Toàn năng thì ngài phải có khả năng làm cho thế giới nó tốt ngay từ đầu. Và thêm một chuyện nữa, nếu mà nói cho rốt ráo, mắc gì mà phải tạo ra cái này cái kia làm chi để cho nó có lỗi, có lỗi sản phẩm đó. Biết các vị có nghe cái lỗi sản phẩm chưa? Mới trong lâm được các vị có nghe chỉ đó chưa? Thí dụ như với cái hãng North Face, với cái hãng đồ du lịch, đồ thể thao nổi tiếng thế giới hả? North Face hay là Gucci hả? Vâng vâng.
họ order, họ đặt hàng cho mấy xứ nghèo làm, mấy xứ mà đặc biệt mình biết nhiều nhất như là Bangladesh, Việt Nam, Campuchia, Sri Lanka chẳng hạn, họ đặt hàng. Mà nếu mình làm, mình giao hàng cho họ, họ đưa đồ cho mình làm hết, máy móc nếu cần rồi họ đưa chuyên gia của họ qua hướng dẫn mình luôn. Mình chỉ gia công thôi, nhưng mà nếu mà mình đưa ra những cái lúc mình giao hàng đó, mình có những cái thứ mà nó không, nó bị trục trặc đó, như cái zipper đó, cái phần ma túy mà nó không có như ý, cái nút cái nó hơi vụng thì họ trả lại, thì đó gọi là hàng có lỗi ha, gọi là hàng có lỗi. Thì những cái này nè, nó trôi nổi ngày trời trời, nó mua được mấy này nó đã lắm, vì nó có chút lỗi thôi, cái phẩm chất nó thì không có kém cạnh ai hết á, nhưng cái nó bị chút lỗi. Thì cái hàng nó gọi là hàng lỗi. Thì nếu mà Đức Chúa Trời tạo toàn năng thì Ngài đâu có phải tạo ra cái này tạo ra cái kia để rồi nó có những thứ hàng lỗi. Đấy, hàng lỗi là vậy đó, hàng có lỗi. Và đồng thời đó là nối cho rút ráo thì tạo ra để làm cái gì? Tạo ra để là tại sao phải cho mọi thứ nó có mặt làm chi? Nếu nó không, để nó không có còn tốt hơn. Ông Stalin của Nga, ông này là lỏng thương sống ông này lắm. Ông có một câu mà ai hiểu sao cũng được. Ông ai hiểu sao cũng được. Ông nói là người chết hết chuyện. Tôi chẳng biết tiếng Nga. Ông nói câu này nó có hay như vậy hay không, chứ tiếng Việt Nam mình dịch rất là gọn: người chết hết chuyện. Có nghĩa là cái câu này hiểu nhiều cách. Một là trong những trường hợp mà cần thanh trừng, là thủ tiêu đối thủ chính trị, thì ông nói với đệ tử một câu thôi: người chết hết chuyện. Là đệ tử nó hiểu rồi, đệ tử nó nghe nó hiểu rồi. Câu thứ hai là mình phải nhìn nhận đó là bao nhiêu cái rắc rối ở đời này là do có mặt của con người ta. Chứ nếu mà con người ta mà không có mặt thì không có chuyện này chuyện kia. Vì con người có mặt nó mới có đói, rồi nó mới có dốt, rồi nó mới có bệnh hoạn, rồi nó mới có chiến tranh. Rồi để giải quyết những cái đói, cái dốt, cái bệnh hoạn, cái chiến tranh, người ta mới phải làm cái này cái kia để giải quyết vậy đó. Là cái vấn đề nằm cho đó. Cho nên người chết hết chuyện, nếu mà hiểu được nghĩa rốt ráo cái ông này đó, đáng được lục tổ truyền y bác nha, rất là được, rất là xứng đáng được lục tổ truyền y bác. Nhưng mà khổ chỗ là ông nói câu này trong nhiều trường hợp, mà coi như ông vừa phun cái câu này ra là mấy chục mạng chết, là bởi vì cái câu này quá hay. Trong cái này gọi là cái giới xã hội đen đó, trong cái xã hội đen hoặc trong cái đám tội phạm, nó cũng có một câu giống như vậy là người chết không biết tiết lộ đó. Cái câu mà người chết không biết tiết lộ, cái câu nó cũng gần giống như cái câu mà người chết hết chuyện. Có nghĩa là mọi sự nó ẩm rắc rối ở đời nó có là do có con người. Dạ, nó có con người. Thử thử cái gì không có cơ vợ, không có chồng thì mình hạn chế được biết bao nhiêu rắc rối. Mà lỡ dại lấy rồi đó mà không có con thì nó hạn chế biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Mà lỡ dại có con rồi nó có ít chứ đừng có nhiều ha, thì nó cũng hạn chế biết bao nhiêu rắc rối. Đại khái như vậy. Mà lỡ có con nhiều mà mình lại có, mình lại gắn lên mình của con mình nó quá nhiều cái tham vọng, quá nhiều cái tâm tư, quá nhiều cái kỳ vọng mơ ước, thì lại càng thêm nhiều cái rắc rối. Đấy, cho nên là chuyện đầu tiên mình thấy là không bớt con nè, bớt tham vọng là bớt rắc rối, bớt hôn nhân, giảm hôn nhân nữa rồi, bớt mà bớt muốn bớt hôn nhân nữa, bớt cái yêu đương hò hẹn, mà bớt cái muốn bớt cái yêu đương hò hẹn thì làm ơn né dùm cái gì, cái sự va chạm tiếp xúc. Và đây chính là nội dung của cái kinh mà tôi đang nói. Có nghĩa là từ cái va chạm tiếp xúc nó nảy ra vô số vấn đề nhé. Đây, đó là các vị tưởng là tôi đi lạc đề, đi một vòng lớn để tôi quay lại với các bài kinh. Có nghĩa là hễ còn có cái sự va chạm tiếp xúc giữa sáu căn, sáu cảnh và sáu thân thì tự nhiên nó lòi chuyện ra, nó lòi chuyện. Và tôi đã nói 1000 lần đó là cái giáo lý duyên khởi, nó là một vòng tròn khép kín, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể trình bày giáo lý duyên khởi ở tất cả mắt xích, để cho nó bắt nó, cho nó cái vòng tròn này nó bắt đầu ở bất cứ mắt xích nào cũng được. Cái công thức mà nổi tiếng nhất, phổ biến nhất đó là vô minh duyên hành. Là vì sao? Là vì cái cách nói này này nó đánh động, nó đánh động cho người ta thấy rằng cái ngu là gốc của muôn sự, của mọi thứ ở đây đó. Nhưng mà có những trường hợp thì Phật này không có bắt đầu từ cái vô minh, mà Ngài bắt đầu từ một cái khác. Chẳng hạn như những bài kinh mà quý vị đang thấy trước mắt và chúng tôi đang giảng ở đây, thì Ngài không bắt đầu từ vô minh mà Ngài bắt đầu từ xúc. Tức là bao nhiêu cái rắc rối nó đi ra từ xúc. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình ngẫm lại một chút và làm ơn
nhớ là cái điều tôi đã nói từ đầu, đừng bao giờ hiểu cái lý duyên khởi theo cái hệ thống chiều dọc, là mọi thứ nó đi từng cái, cái trước nó đẻ cái sau. À, tức là kiểu mà cái sợi dây chuyền ấy, tức là cái móc này nó đi tới móc kia, không phải mà cùng một lúc. Thí dụ như nói rằng là trong cái công thức mà mình phát biểu đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, đúng. Nhưng mà trong thực tế, ngay khi mắt mình nhìn thấy cái gì mà mình thích thì ngay lúc đó nó đã có lục nhập. Bây giờ con mắt mình nó là mẫu trong sáu xứ, mắt mình là nhãn xứ. Ngay lúc mình nhìn thấy cái gì đó thì lúc đó là đã có nhãn xứ ở đó rồi. Nhãn xứ tức là nhãn nhập đó. Mà ngay cái lúc nếu mình nhìn mình thích đó, thì ngay lúc đó đã có ái rồi. Mà đối với phạm phu mình, ái ở đâu thì thủ kế tiếp nằm trong đó. Bởi vì ái và thủ đó, nó là một. Có điều lúc nó được gọi là ái là bởi vì là nó yếu được gọi là ái, mà mạnh hơn một chút thì gọi là thủ. Chớm thích thì gọi là ái, mà nó sâu sắc, nó nặng nề rồi đó, sâu đậm rồi đó, thì nó gọi là thủ chỉ vậy thôi. Có điều là thủ là một cái tên gọi khác của ái. Ái thì lúc người học A Di Đà phải biết, đối với phàm phu tuyệt đại đa số trường hợp, ái ở đâu thì tài kiến ở đó, ái ở đâu thì ngã mạng ở đó. Đấy, cho nên khi mình đọc lên cái mặt chữ mình thấy ái duyên như thủ, mà mình nếu không học A Di Đà mình rất dễ tưởng thủ là một cái gì đó khác, không phải. Thủ nó vẫn tiếp tục là ái, mà có điều ở đây đó là nó ở một sâu động hay sâu động hơn. Và trong thủ chi pháp nó chia ra kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì cả bốn cái này nó gom chung lại, nó chỉ gồm có tham và tài kiến thôi, chứ không có gì hết. Dục thủ tức là đam mê hưởng thụ năm dục. Rồi kiến thủ là đam mê chấp chặt trong cái nhìn, cái thấy, cái biết của mình, cái nhận thức của mình về thế giới. Kiến thủ cho rằng cái đó là đúng và mình thích thú trong cái nhận thức của mình. Mình thấy mình hay. Cái này là cái chỗ kiến thủ này là bà con phải có cái gan. Mình học đạo mình phải có cái gan. Mình phải có cái gan để mình nhận thức ra cái chỗ này. Có nghĩa là mình phải thấy rằng là mình thường xuyên rất là tâm đắc, rất là thỏa mãn với cái thấy cái biết của mình. Tạo á, mình chấp đây là vợ, đây là chồng, đây không có thích, mà cái này mới thích. Học đạo rồi biết mọi thứ là vô ngã, biết mọi thứ là lắp ráp, và lại thấy hãnh diện tâm đắc rằng mình biết được cái này. Quý vị thấy có động trời không? Ngày xưa mình không biết gì á thì mình chấp là đã đành rồi. Bây giờ mình đã biết mọi thứ là vô ngã vô thường, biết mọi thứ là lắp ráp, vậy chứ mình lại ôm cái kiến thức đó. Đấy, mình lại ôm cái kiến thức đó, mình thấy mình hay. Không hay sao được, bao nhiêu mạng đi chùa ấy, mà có học được cái gì đâu. Còn mình đó là mình đã học được bao nhiêu thứ, nào là A Tỳ Đàm, nào là thiền túi bà Sanna. Rồi mình cũng từng đi miếng điện kinh thành, rồi cũng từng biết là dở bước đạp, cái này là danh nè, cái này là sắc nè, cái này không phải tôi nè, cái này không phải tôi nè. Hỏi gì như vậy, tôi hẩm bật không, mình không có quá bẩm này, như còn gì nữa, mình không phải là sáu bẩm, nhưng mình gác tay không có đủ được nhé. Gác chi trái người, tôi là người hiểu được cái lý duyên khởi, tôi là người hiểu được là có thật. Có nghĩa là mình là đam mê trên chính cái mà mình đã chối bỏ về mặt lý thuyết. Tại nó động trời chỗ đó đó, cho nên là chưa đâu. Kiến thủ đó là mới có cái đó, còn cái thủ khác còn nặng nữa là mình theo đạo Hồi, mình theo đạo Chúa, mình theo ba cái đạo Sikh. Cái đạo đúng rồi, mà hỏi mà tôi khen cái Hồi giáo nó có một cái nhánh rất là minh triết. Cái nhánh đó tôi còn tôi nghĩ hoài, bữa tôi có nhớ cái chữ Saman, mà chữ Saman này là không có được. Tôi Saman này nó nằm bên Nepal, Bhutan với Tây Tạng. Cái sự chữ Sufi rồi mà được luôn rồi, tôi tắt máy rồi tôi mới nhớ chữ Sufi. Các vị vào trong internet các vị đánh chữ Sufi nên chấp trì những giáo điều, tín điều nằm ngoài bát thánh đạo.
gọi là giới cấm thủ. Gọi là giới cấm thủ. Mà tại sao tôi đang giảng về kinh này, tôi lại tập trung cái này là bởi vì tôi thấy rằng trước khi mà mình chốt, cái Việt Nam bây giờ gọi là chốt rồi, trước khi mình chốt lại, trước khi mình đóng lại, trước khi mình khép lại cái đề tài này, mình lại nhớ kỹ như thế này nha. Giới cấm thủ là do hiểu sai cứu cánh và con đường hành trì, không biết gì về niết bàn và bát thánh đạo, không biết gì về niết bàn làm sao. Đúng, mình là phàm, mình không thể hiểu niết bàn như là bậc thánh, nhưng mà ít ra mình cũng hiểu được cái này. Sự vắng mặt khổ đế và tập đế mới thật sự là an lạc. Hiểu như vậy được gọi là hiểu đúng về niết bàn. Chắc phải ghi ra đây. Sự vắng mặt, phải thêm chữ tuyệt đối nữa ha, tuyệt đối của khổ đế và tập đế mới là sự, mới là cứu cánh tối thượng. Hiểu được vậy là có khái niệm đúng đắn về niết bàn. Dạ. Rồi cái là bát thánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Niết bàn không phải là một cảnh giới, một không gian trú ngụ, mà chỉ là một gì, một trạng thái. Đó, phải nhớ nha. Tôi không biết trong kinh này có những ai, cho nên tôi phải giải thích hiểu rất là sơ cấp, rất là sơ cơ. Niết bàn không phải là một cảnh giới, mà là một cái, không phải là một cảnh giới hay là một không gian trú ngụ, mà chỉ là tôi nói lộn, chỉ là chứ phải chịu là, mà chỉ là rồi. Do không biết niết bàn là gì, không biết buộc bát thánh đạo là gì, nên mình mới chấp nhận những cái giáo điều, những tính điều nằm ngoài bát thánh đạo, thì đó được gọi là giới cấm thủ. Bây giờ bà con tưởng tượng đi, bà con á, sống đơn giản một chút, giữ năm giới hoặc tám giới ha, đi đứng nằm ngồi thanh thản chánh niệm, làm gì biết đó ha, luôn luôn ý thức được rằng mình là do các duyên tạo ha. Khi mà các bà con làm được khoảng chừng một ngày như vậy đó, rồi bắt đầu bà con mới nhìn lại những cái pháp môn tu hành khác, coi nó không phải mình nhìn để mình kiêu ngạo hoặc mình nhìn để mình coi thường người ta, không phải, nhưng mà mình nhìn lại mình thấy nó sao á. Ăn rồi nó là cắm đầu mà cầu khẩn người này bậc kia, đấng này đấng nọ, để mà được sự ban phước tha tội, cầu được gia đạo bình yên, rồi cầu được mua may bán đắt, rồi cầu được là cảnh giới này cảnh giới nọ, thiên đường này thiên đường kia, thì thế nó làm sao á. Nhưng mà nó khổ thay cái số người mà chấp nhận cái tinh thần của bất thành đạo vốn không nhiều. Cái đó là kinh nói chứ không phải là tôi nói. Kinh nói là vốn không nhiều trong gì đó, trong pháp cú của câu đó, tức là nhiều thay, tôi nói nguyên văn á, là đông đúc thay là những người chạy, là những người rong ruổi bên bờ sanh tử, và ít ôi thay là những người qua được bên kia bờ giải thoát. Trong chú giải mới nói đông đúc thay là làm sao, có nghĩa là tuyệt đại đa số chúng sinh là họ thích hiện hữu do cái sức hút, và cũng do cái sức đẩy, sức hút và vừa sức đẩy của phiền não, nó khiến cho người ta muốn hiện hữu. Cho nên bây giờ một ngày nào đó họ khổ quá mà họ được nghe đạo giải thoát đó, thì họ cũng nghĩ đến một cái kiểu giải thoát nào đó mà họ tiếp tục hiện hữu, tiếp tục tồn tại. Đó, nó vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Khổ quá rồi mới đi tìm cái chỗ tu hành, nhưng mà hãy chạm được cái chỗ tu hành rồi đó, thì vẫn mong là khổ, thì đúng là muốn là thoát khổ, giải thoát rồi cũng mong là giải thoát, nhưng mà giải thoát kiểu nào đó mà mình còn có mặt ấy. Đó, giải thoát kiểu nào mà mình còn có mặt ấy. Chết rồi. Không phải người tu hướng đến chữ không, hướng đến chữ hư vô, hướng đến cái khái niệm hư vô một cách tiêu cực, không phải. Nhưng mà nó có một sự thật mà mình phải nhìn nhận, có một sự thật mà mình phải nhìn nhận, đó là dầu hiện hữu ở hình thức nào
thì nó phải chịu sự vô thường, bởi vì vạn vật không thể đứng yên mà tồn tại. Bà con nhớ chúng cái đó, vạn vạn hữu ở đời không thể nào mà nó đứng yên mà có thể tồn tại, nó phải luôn luôn, nó phải xê dịch, nó phải thay đổi, nó phải luôn đi về phía trước, dầu là đi về cõi chết nhưng mà nó vẫn phải đi về phía trước thì nó mới tồn tại được nhé. Cho nên là chính vì không hiểu chỗ này nên là ta bị mắc vào cái giới cấm thủ nhé. Tức là người ta vì không hiểu, không có một cái nhận thức đúng đắn về niết bàn, về cái bát thánh đạo, cho nên người ta mới mắc vào cái giới cấm thủ là chấp trì, hành trì những cái con đường, những đường hướng tu tập sai lầm. Rồi cái cuối cùng là cái thứ tư, tức là cái ngã chấp thủ, tức là luôn luôn làm gì ở đâu lúc nào cũng là tôi trên hết. Làm gì ở đâu lúc nào với ai luôn nghĩ cái tôi là trên hết, trước hết, đó là ngã chấp thủ. Đó là ngã chấp thủ. Làm gì ở đâu lúc nào với ai thì luôn nghĩ đến cái tôi là trên hết, trước hết. Đức Phật ngài dạy rằng nhé, là này các tỷ kheo, giống như một con chó mà nó bị cột vào trong một cái góc nhà, dầu nó có cắn, nó có sủa, nó có cào cấu, nó có rên xiết, nó như thế nào thì nó vẫn quẩn quanh cái chỗ mà nó bị trói. Nó có quắt đuôi, rồi nó có vui mừng, nó có vẫy đuôi quắt đuôi, nó có sủa, nó có cắn, nó có rên xiết, nó có đau khổ, nó có hào hứng vui vẻ, làm gì đi nữa thì nó vẫn không rời được cái chỗ mà người ta cột nữa. Cũng vậy, với kẻ phàm phu mà còn cái ngã chấp, còn coi nặng về cái tôi đó, tôi và của tôi đó, thì dù họ có vùng vẫy, họ có lăn xăng lít xích gì đi nữa thì cuối cùng họ vẫn quẩn quanh cái ngã chấp thủ. Cái ví dụ này nghe quá rất là nặng nhưng mà thật sự nó đúng rồi. Một con chó mà bị trói vào cái gốc cột thì nó có làm gì đến nó cũng quẩn quanh gốc cột đó. Kẻ phàm phu có gọi là có khờ dại, có thông thái, có minh triết, có đam mê sanh tử hay là có cầu giải thoát, có gì đi nữa thì vẫn quẩn quanh cái tôi và của tôi, lìa không được. Cho nên là chỗ này thì gọi là ngã chấp thủ, cái này nặng lắm. Và một điều cuối cùng, trước khi tôi trở lại với nội dung của kinh, đúng là tôi đang nói kinh mà cần phải trở lại, điều đó rất quan trọng, đó là cái mức độ an lạc của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng buông bỏ ngã chấp. Đây, cái câu này rất quan trọng của bản thân. Đó. Tôi nhắc lại câu hôm trước, cái tôi mà nó càng lớn thì cái khả năng ở đây phải xảy ra những nguy cơ mới được, thì cái nguy cơ mà hứng đạn ấy, càng lớn. Cái câu này là câu thần chú. Cái câu này hôm nay giờ tôi ông sư tôi đi tôi xăm lên người tôi nó kỳ. Thì cái câu này nè là cái câu mà tôi muốn xăm lên người tôi, thật sự luôn. Tôi muốn xăm lên trán mà mỗi lần mà tôi soi gương là tôi thấy. Đó. Hoặc là mỗi lần người nào nhìn lên mặt tôi là họ sẽ hỏi tôi, và lúc đó là tôi lại nhớ cái câu này. Cái tôi càng lớn, cái nguy cơ hướng đạn càng lớn. Các vị biết trong rừng nói vậy có hiểu không ta? Cái tôi càng lớn, nguy cơ hướng đạn càng lớn. Được rồi, các vị có không? Dạ, cái này rất quan trọng. Các vị tưởng tượng đi, tôi nói hoài đó. Một cái người ăn mài đó, khi mà họ đã bỏ bớt, nói vậy không phải là tôi thờ ăn mài, không phải. Nhưng mà tôi nhìn cái người mà homeless mà họ ngồi ở ngã tư đường, không biết dân ở tiểu bang khác có không, chứ tôi thấy ở bên cái Jacksonville, cái chỗ Florida cũng có. Họ để họ có để một miếng giấy cắt tông, họ ghi cái chữ mà no job no home rồi hungry ở dưới cái vắng tắt vậy đó. Họ để tấm bảng, họ muốn họ không có xin mà khiều móc giống như bên Việt Nam. Họ để ở đó, rồi cái khách mà đi ngang ngừng đèn đỏ đó mới đưa tiền cho họ. Nhưng mà cách xin của Mỹ tôi thích, cách xin của châu Âu, nhưng mà bây giờ tôi đang ở Đức hả, họ xin dễ thương lắm. Họ cầm cây đàn guitar hoặc là violin, rồi họ để cái nón, cái mình có con chó, chỉ có cái ba lô để hành lý của họ. Họ lựa một chỗ ngồi rất là hợp lý, có nghĩa là không có phiền ai hết, không có cản trở cái người đi đường trên vỉa hè. Nhưng mà cái chỗ ngồi họ rất là thuận tiện để cho họ làm việc. Rồi bắt đầu họ chơi nhiều tay, chơi động trời lắm,
Nhờ cái metro của Pháp mà nó cái tay có một người con gái, có một người con gái châu Á mà cảm thấy cái giống dân gì ở Paris, ở trong metro nó chơi nhạc, nó chơi, nó là mình không hiểu gì hết mà mình vẫn mê hay lắm. Đó. Mà nó để cái nó của nó để cái thùng đờn, cái thùng đàn nó mở nắp ra rồi mình liền đựng vô, liền tiền vô. Thì tôi đang kể chuyện này nè, tôi muốn nói cái gì, họ phải dẹp cái tôi của họ, cái mặt của họ là coi như tiếng Việt Nam gọi là muối mặt á. Muối mặt có nghĩa là gồng, nó cái lời gồng á, muối mặt đó là họ phải gồng sao đó mà coi như là nó phải hết quê mới được. Họ coi họ là coi như là kinh, họ coi cái giá trị của họ nó tương đương với mấy cái đồng xu mà người ta liền xuống, chỉ vậy thôi. Và quên đó, tôi còn nhớ một câu nữa hay nè: giá trị của một người tương đương với cái gì anh ta thích và cái gì khiến anh ta thiếu bình tĩnh. Đấy, cái câu này rất là hay, cái câu này nó cũng liên quan. Cái giá trị của một người nó tương đương với cái gì anh ta thích và cái gì khiến anh ta thiếu bình tĩnh. Thì cái anh chàng mà ăn mài đó, anh phải hạ mình, anh phải coi nhẹ đến cái mức mà sẵn sàng vì mấy cái đồng khôi, mấy cái đồng tiền lẻ của người ta đó mà anh cúi mặt xuống sống giữa đời. Không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu. Thà mình đi chùi cầu hay là mình đi lao kiến, mình đi bưng bê trong nhà hàng, chứ còn mà tay chân lành lặn đi đứng ngon lành mà phải chìa cái nón ra nó kỳ lắm rồi biết không. Nhưng mà người ta phải đạt tới cái cảnh giới vô quán ngại, tự tại vô ngại, đại bi tâm đà la ni, thì là vô sở chấp, là vô sở trụ, coi như là họ mới có thể chìa cái nón ra để mà lấy tiền người khác. Đây mà biết là lấy toàn là bà cắt không. Thì lúc bây giờ họ phải thu hẹp, họ thu hẹp đến mức mà bao nhiêu cái nhìn, bao nhiêu cái nhìn coi thường, bao nhiêu câu nói dè biểu, chăm chọc đều tuyệt đối trượt, trượt khỏi con người họ hết. Họ phải có cảm, phải họ phải đạt đến cảnh giới này, nó phải trượt, nó phải trượt khỏi, nó không có dính lại mới được. Chứ còn mà như mình là mình thấy mình quan trọng, mình mặc áo mà cái áo không dễ là mình rình ra đường mình không thấy thâm thản. Cái này là tôi đã nghe một người phụ tử, một cô phụ tử của nó, của nó tại sao người phụ nữ mà chuẩn bị rất là lâu để trước khi đi ra đường là bởi vì là họ cứ mỗi lần mà họ sử dụng một cái màu son, màu phấn mà nó không vừa ý đó, họ ra đường họ nó không có yên tâm, đi 2 tiếng là khó chịu 2 tiếng, cái người nó bồn chồn, nó rây rứt, nó bồn chồn, nó rây rứt. Tự nhiên nó xui mà gấp nó bóc nhầm cái mắt kiến của mình chứ không phải của ai, nhà của mình đó, mà lấy nhầm cái mắt kiến mà không vừa ý, chọn nhầm cái kiểu giày không vừa ý, cái nón không vừa ý, cái sắt tay cái bắp đầm không vừa ý, là ra đường nó khó chịu như xài đồ ăn cắp vậy đó, dễ sợ như vậy đó. Vì họ coi họ quá quan trọng đi, quá sức là quan trọng đi, cho nên nó là dầu xài đồ của mình đó nha, phải đồ ăn trộm mà coi như là chỉ cần lấy nhầm cái món mà mình đã muốn lìa bỏ rồi đó, mà coi như mình quên liền hoặc quên cho hoặc quên cất rồi đó, mà bây giờ lấy nhầm nó rồi. Và họ cái cổ nói, tôi có nói chi tiết, đi rồi bố 2 tiếng mà khổ 2 tiếng, cuối cùng có nhiều cái chịu nó phải lái xe vòng trở về, lái xe quay trở về, hoặc là ghé vô tiệm mà mua được đồ mới là phải chạy ra mà phải kinh thai liền, chứ còn chịu không nổi đó. Thì cái đó là tôi không giải thích thêm chỗ này ha, tôi chỉ nói là có gì thấy nó khổ ghê không. Cái tôi của mình càng lớn thì cái khả năng hứng đạn càng nhiều. Người ta nhìn mình là mình cứ tưởng người ta nhìn cái áo của mình, người ta nhìn vô cái mặt, người ta nhìn thoáng qua thôi là mình tưởng mình đang soi mối cái màu son không thích hợp của mình nha. Cho nên cái nội dung của bài kinh này là gì? Đó là khổ không do ai tạo, không phải tại anh, không phải tại em, cũng không phải do trời suy khiến, mà do cái phiền não của mình nó gây ra đó. Mà cái phiền não của mình ở đây là làm sao, nó có cái chỗ nào để nó làm việc, chỉ có một chỗ duy nhất thôi, đó là xúc. Vị A La Hán cũng nghe cũng nhìn nhưng mà ngài không có phiền não, ngài không còn thích không còn ghét, cho nên là coi như bao nhiêu thứ ngọt đắng từ cuộc đời đó đối với ngài nó được trượt, nó không có động lại, nó không có vướng lại, ngài không có hứng phải cái gì hết. Còn mình thì sao, cứ mỗi lần mình ra quân là chết, bên địch chết 3 mà bên ta chết 6, mình thua ngay từ đầu. Ra quân cái này gì, cái mỗi lần mà mình xài tới là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mỗi lần mình thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư là mỗi lần mình dính phiền não. Cứ ra chiêu là dính, ra là dính, ra đòn là dính đòn, mà cứ ra là dính đòn,
Là vì sao? Là vì mình không có khả năng, cái cấu trúc tâm lý của mình, cái cấu trúc tâm lý của mình nó rất dễ bị dính nạn, nó không có cái nó không tạo ra đủ cái độ trượt trước sự tấn công của phiền não. Phải nói nó hơi cầu kỳ như vậy nha. Có nghĩa là cứ là mắt mở mắt ra là dính phiền não, lỗ tai mà cứ vừa nghe một cái là dính phiền não, cái mũi mình nghe mùi là phiền não, cái mình để ý có phải để ý thì tôi nói ra nó xấu hổ. Trong lớp học của tôi có một cái cô bé cô dễ thương lắm, mà cô xài một cái loại nước hoa mà bao nhiêu lâu rồi cái mình thuộc lòng luôn. Đi ra phố đang đứng mà nghe cái mùi nước hoa thoáng qua cái trực nhớ tới cổ liền nghĩ ông lấy cổ đi nghe. Mà trong khi cái hãng xưởng nào đó đã chế ra nước hoa đó, nó làm ra bao nhiêu trăm ngàn chai nhé, chứ đâu phải là một chai cho cái cô đó đâu nhé. Mà mình coi như là cổ mình đang đứng mình nghe cái mùi thoáng qua mình trực mình, mặc dù tôi thưa rõ là tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với cổ, chưa bao giờ. Những cái điều thấy người với tôi cũng rất là lịch sự, rất là lễ phép dễ thương lắm. Cũng người Philippines. Mà có một điều đó là chỉ nghe cái mùi thôi, là mà đúng ra một vị A-la-hán thì mùi chỉ là mùi thôi. Thậm chí các vị chánh niệm tỉnh giác đi đứng nằm ngồi thì làm gì có khả năng nghe. Mà nếu mà có nghe thì biết nghe, chỉ biết mùi là mùi. Còn mình làm đi quá xa đi, mình đi quá sức xa đi, mình đi quá xa, mình đứng mình không biết là mình đang đứng. Rồi tới lúc cái mùi, mình nghe được cái mùi, mình cũng không biết là mình đang ngửi mùi, mà mình lại gửi hồn về một phương trời xa xôi nào đó. Mình nhớ tới một người đã dùng nó, mặt mũi âm thanh ra làm sao. Đấy, cái vấn đề chỗ cái xúc của mình á, cái chữ xúc ở đây nó rất là hay. Trước hết bản thân cái xúc nó là một sự cộng hưởng, là một sự cộng ghép, nó là một sự lắp ráp. Bởi vì được gọi là xúc, nó là cái sự gặp nhau giữa căn, cảnh và thích. Bởi vì có sáu căn, có sáu trần, nó cộng lại mới ra sáu thức. Thiếu một trong ba cái này thì không được. Cho nên là suốt mùa thu cuộc đời mình sống bằng sáu căn. Còn nói gọn là nói sáu căn, thật ra là căn, cảnh và thức. Thì ba cái này cộng lại gọi là xúc. Thì nếu cần mình có thể nói cái này, tu hành là hành trì bát chánh đạo, đúng, không có sai. Mình nói hành trình giải thoát là bát chánh đạo, hành trình giải thoát là tứ niệm xứ, đúng. Hành trì giải thoát là tam học với định tuệ, đúng. Hành trì hay cái hành trình giải thoát là thiền chỉ thiền quán, đúng. Nói sao cũng đúng. Mà nếu cần mình nói rốt ráo, hành trình giải thoát là mình giải quyết cái vấn đề xúc, đúng. Hành trình giải thoát là giải quyết vấn đề thọ, đúng, không có sai. Thọ làm sao? Tức là trước đây phải làm sao đó tôi mới vui, và chỉ cần cái ngoại cảnh làm sao đó là tôi sẽ buồn, sẽ giận, sẽ khó chịu. Nếu tôi nói các vị nghe rõ không? Tức là tu thọ là tôi cũng vậy đó. Tức là trước đây đó, là tôi luôn luôn đi tìm cái này cái kia theo như ý tôi thích, và tôi trốn chạy cái này cái kia, những cái mà tôi ghét, tôi sợ. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ tôi tu thọ có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi không đi tìm và tôi cũng không có trốn chạy. Chỉ trốn chạy đây có nghĩa là gì? Phải hiểu kỹ nha. Trốn chạy đây không phải là gặp nạn mà đứng đó, không phải. Mà trốn chạy đây có nghĩa là mình không có ý mà mình khó chịu bất mãn, gọi là trốn chạy. Không có chối bỏ nó, có nghĩa là vậy đó. Chứ không phải là mình gặp cái chuyện bậy bạ mà mình không có lánh thì không phải. Đã, cái chữ trốn chạy đây có nghĩa là mình có cái bất mãn đó. Bất mãn giả lẽ không có cái đó. Giả lẽ chỉ làm cái chuyện cần làm. Vị La Hán không theo đuổi hay trốn chạy cái gì, ngài chỉ làm việc cần làm, làm điều ngài thấy cần, không phải do mình muốn. Không biết các vị có hiểu được cái này không ha? Nhiều khi tôi hỏi các vị hiểu không, không phải là vì tôi chê các vị, mà tôi sợ nói nhanh cho bà con nghe không kịp. La Hán không có theo đuổi hay là trốn chạy cái gì, ngài chỉ làm việc cần làm. Rồi tôi còn dặm cho một câu nữa, làm điều ngài thấy cần, không phải do mình muốn. À, còn phạm vô mình thì khác. Mình là cái chuyện cần thì dĩ nhiên mình phải làm, nhưng mà có nhiều khi mình lại làm lơ nữa. Có cái vụ đó nữa nha. Có, tôi thấy cái đó có. Nhiều khi đó là việc cần thì mình lại không làm, mà mình lại làm cái điều mình thích. Cái điều này các vị phải nhìn nhận là có.
Thí dụ như lẽ ra cái giờ đó là mình phải thức dậy một chút, mình ngồi một chút, ha, theo dõi hít thở một chút, không, tiếp tục trầm, tiếp tục nướng, nướng cho nó giòn thì thôi, đó cũng là một cách là mình làm thế mình muốn. Hoặc có nhiều khi nó lẽ ra cái chỗ đó mình nên im lặng, hoặc lẽ ra chỗ đó mình nên phun ra một câu, mình nên nói một câu nó nhẹ nhẹ thôi, cái này là mình phan một câu quá trời đất luôn. Đấy. Thì như vậy là toàn là mình sống theo ý mình muốn, chứ không phải là sống theo cái chuyện nó cần. Đúng hơn cái gì mình cần làm thì mình mới làm, còn đằng này thường là mình chỉ làm theo ý mình muốn thôi. Thì ra là hát phải như vậy. Cho nên tu thọ là tu làm sao, tu thọ là không để mình chạy theo cái sở thích, mà mình chỉ chạy theo cái nhu cầu của công việc. Cho nên trong kinh Đức Phật Thầy dạy có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là lấy pháp, lấy mình để làm trọng, rồi cái lấy đời làm trọng, rồi cái lấy pháp làm trọng. Ba hạng lấy mình làm trọng đó có nghĩa là mình làm cái gì mình thích, rồi mình để ý cái gì mình thích, mình để ý cái gì mình ghét, rồi cứ căn cứ vào cái thích ghét buồn vui đó mà hành động, căn cứ vào thích ghét buồn vui mà hành động thì gọi là lấy mình làm trọng. Còn cái hạng mà lấy đời làm trọng, quý vị biết rồi, tức là cái tay này ăn rồi là cứ là dư luận thôi, cái chuyện đó mình thích không thích không quan trọng, nhưng mà phải ráng làm, bởi vì không làm đời nó nói. Mà cái hạng này tôi đã gặp rồi, chứ không phải là tôi coi trong kinh, mà cái hạng ngoài đời tôi gặp rồi, tức là nhiều cái chuyện mà họ phải cắn răng ứa nước mắt mà phải ráng mà làm, bởi vì sợ người ta nói. Cứ suốt đời ngày xưa ba cái vụ mà hôn nhân chỉ phúc giao hôn rồi đó, gã gọi là đính hôn cho con, đính hôn giùm cái nó mới đau chứ, đính hôn giùm cho con lúc còn trong bụng, rồi lớn lên nó trời đất ơi, coi như là một cái cuộc hôn nhân tật nguyền sai nồi lộn nắp vậy mà cũng ráng mà gồng mà gã con gái giao con mình cho cái thằng trời ơi Đức ở từ giờ xưa hứa rồi đó, rồi con mình nó bị đánh, nó nói bầm dập mà nó đi, nó không dám đem nó về nhà, tại vì sợ mang tiếng này gái bỏ chồng, ví dụ như vậy, nhiều chuyện lắm. Rồi có những cái chuyện mà tầm bi tầm ba mà cứ sợ dư luận, sợ mang tiếng, chuyện mà chuyện bậy á mà sợ mang tiếng thì đúng, đó tôi không có nói, nó bị biết mà tôi không có nói chuyện đó, mà tôi nói những cái chuyện lẽ ra mình phải làm nhưng mà sợ mang tiếng đó. Cái hạng này là lấy đời làm trọng, chỉ có cái hạng thứ ba nó là tốt nhất, đó là lấy pháp làm trọng, có nghĩa là cái gì mà nó đúng với chánh pháp thì là mình chánh, đúng chánh pháp làm sao là không hại mình, không hại người, không làm khổ mình, không làm khổ người, chỉ có lợi cho mình, chỉ có lợi cho người thì mới là gọi là chánh pháp, là mọi người dùng cái đó. Mà nếu cần nhớ rồi thì thôi, nhưng mà không ghi sẽ quên. Lấy pháp nên là chánh pháp đó. Mà mình dựa vào đâu mình nói đó là chánh pháp, tôi đã nói rồi, cái gì mà không làm khổ mình, không làm khổ người, cái gì đem lại lợi ích cho mình, cho đem lại cái lợi lạc cho mình, cho người, thì cái đó được gọi là pháp, gọi là chánh pháp. Còn cái gì mà làm khổ mình, khổ người, hại mình, hại người, thì cái đó là phi pháp, không phải chánh pháp. Nhớ nha, đấy, nó khổ vậy đó. Mà mấy cái người, đúng là cảm ơn tự nhiên, lâu lâu phải như thế, phải nhắc trình như thế, chúng tôi không biết quý vị còn nghe không nhé. Cho nên tôi nhắc lại nội, cùng một lúc tôi giảng một loạt các bài kinh, tôi gom chung vô luôn, tức là khổ ở đời nha, khổ ở đời, khổ ở đời. Trong đây nó có một cái câu mà không giảng bà con nó hiểu, câu cuối cùng kinh Phu Mỹ Chát hả, như này: này A Nan, trong sáu pháp này đều bị vô minh chi phối. Này A Nan, với ly tham đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân ấy không có, do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ, khổ ấy không có, do duyên ấy nội thân khởi lên là khổ, ý ấy không có. Cái này mà đọc bản tiếng Việt là chỉ có cắn lưỡi thôi nha, nhưng mà ở đây mình nếu mà ngó vào bản Bali thì sáng trưng, có nghĩa là với một người mà còn có phiền não á, thì với người còn có phiền não đó, thì nội thân của mình á, thân tâm ở đây, nội thân là chỉ cho thân tâm nói chung á, thì nó có khổ, nhưng mà cái khổ đây gồm có hai, nó khổ đây gồm có hai. Tôi đang nghĩ cái việc tôi đọc cho các vị nghe thôi, chứ còn cái bản tiếng Việt này là quý vị chỉ có kêu trời thôi nha. Bây giờ các vị đành phải làm lơ bản này rồi. Nó còn có một cái chuyện nữa là nó tang thương lắm, tôi nghĩa là bà con, cái này đúng ra tôi cũng không nên vạch lá tìm sâu, nhưng mà bây giờ nói tới đây tôi mới nhớ. Bà con vào trong tăng chi bộ
phần bốn chi ngày qua, biết cái lý do nào đó mà tôi lại tình cờ thấy thấy con đoạn này thôi à, là để là bốn cảnh giới không, bốn chỗ đi đến chứ, bốn chỗ đi đến cần tránh. Rồi hôm nay mình bắt đầu mới để này, sinh thú do tham, rồi cái sinh thú do sân, do si, do sợ. Mà cái này nè, mà Phật tử mà không được nghe hướng dẫn nè, là chỉ có kêu trời thôi, chỉ có kêu trời thôi. Không biết tại sao mà bốn chỗ đi đến gần tránh, ở dưới là sanh thú do tham, cái sanh thú do sân. Có nghĩa là cái vị một là cái vị hiểu sai, cái vị hiểu chỉ sanh thú là chỗ tái sanh đúng, chỉ tái sanh, chỉ sanh thú là tái sanh là đúng rồi. Nhưng mà nếu mình hiểu như vậy là chết. Vì sao? Vì ở đây đó, cái chữ cái phải nói, không biết phải nói làm sao cái chỗ này, tiếng Pali chữ gác tí đó nó có nghĩa là chỗ đến, nó là chỗ đến đó. Nhưng mà cái chữ agati đó nó có nghĩa là thiên vị ừ. Rồi thậm chí nó có chỗ đó, trong tiếng Anh họ còn dịch là chữ corruption ấy. Corruption induced đó, chữ đó đó trong tiếng Anh họ dịch là thiên vị bị tác động bởi cái gì, bởi sợ nha. Bởi mình thì trong đây đó là cái chỗ này là tranh đai cách tí, tranh đai cách tí có nghĩa là thiên vị do thương thích, do thương cái gì, do thích cái gì đó à, do thương thích rồi do ghét giận à, do u mê à, do thải do u mê, do tham, do sân, do si, do sợ hãi ừ. Rồi do sợ hãi, trong Anh Đi Đà thì sợ với sân là một, nhưng mà bên tận lực, bên tận kinh thì người ta lại tách nó ra, tách họ sẽ lấy cái chữ sợ ra ngoài cái sân. Có nghĩa là sao? Đức Phật thầy giải rằng có bốn cái pháp thiên vị mà mình phải tránh. Thứ nhất là mình không thể hành động do mình sợ, hoặc là do mình thích, hay là do mình ghét à, thí dụ như bây giờ lẽ ra thì mình không có làm như vậy, nhưng mà tại vì mình sợ người đó quá cho nên mình phải làm như vậy, thì Đức Phật thầy giải cái đó không tốt. Mình phải lấy chánh pháp làm cái tiêu chuẩn, nãy tôi mới vừa giảng lấy pháp làm trọng. Cái người lấy pháp làm trọng đó, thì là cái người không có bị mắc vào bốn cái này, không có hành động vì cái sự tác động của thương thích ghét sợ không, là vì là cứ căn cứ vào cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí của chánh pháp mà hành động nha. Mà khổ một chỗ trong bản dịch tiếng Việt lại để là bốn cái chỗ đi đến cần tránh, rỡ dưới là phan ra nào là sinh thú do tham. Mà cái thật ra cái này là do sự hiểu lầm của dịch giả, cái agati đó nó khác, mà cái chữ gác tí nó khác. Nhưng mà khi mà ghép lại đó à, khi mà ghép lại đó thì thành nó là chữ, tôi không có biết tiếng Việt được, cái chữ chân đa cái tí, chân đa nha, chân đa nha, chân đa cái tí à, chân đa cái tí. Nhưng mà mới liếc qua thì thấy là chỉ thấy chữ gác tí thôi, đúng rồi, đó là chân đá cộng với cái tí, chân đá cộng với cái tí thành là chân đa cái tí. Mà nếu mình nhìn ảo á thì mình tưởng là chân đa cái tí, mà làm gì thì làm không thể nào dịch ẩu như vậy, không thể nào dịch ẩu như vậy, đúng, cảm ơn dụng mưu cứu mùa chân đa cả tiếng, mình không thể nào dịch ẩu như vậy được hết. Mà không hiểu cái lý do, bây giờ tôi vì tôi quá kính trọng nhà Minh Châu nên tôi nghi rằng cái chỗ này đó là có những lúc là có những người đệ tử họ lầm dùm á, có những chỗ này nó có cái mẫu, tức là cái văn phong là của ngài đúng, nhưng mà có những cái đoạn kinh trùng á thì đệ tử họ đánh máy, ờ xin lỗi họ dịch luôn. Những chỗ mình trùng phải dịch luôn, vì nó y chang, nó trùng nhau mà à, chỉ có cách đó thì tôi mới yên lòng thôi, tại vì tôi quá tôn trọng ngài, chứ còn không thể nào chỗ này mà dịch lạ lùng như vậy được hết nha. Và tôi có nói là có chứng minh luôn nha. Bây giờ bà con vào, tôi mới vừa để tiếng Anh đó, corruption induced by gì đó, thì các vị vào internet về đánh thì tôi cái chữ chân tay cái tí hả, cái đấy chân tay cái tí, cái đánh vậy đó, để chữ chân tay cái tí rồi cái corruption induced by gì đó là nó ra. Thời nay sướng lắm, người ta nói gì kệ người ta, cứ vô internet mình tìm nha. Rồi bây giờ tôi mới quay trở lại đó, đó là dầu cho một vị A-la-hán ngài cũng thấy nghe ngửi nếm đụng như mình, nhưng mà ngài không có bị những vấn đề như mình. Là vì sao? Là vì cái ngay trong cái xúc của ngài có hai cái khác mình. Thứ nhất là cái xúc của ngài đó, nhãn xúc, nhĩ xúc của ngài đó không phải là do ngài đi kiếp như là mình à, nó khác nhau chỗ đó. Tu xúc là sao?
Có nghĩa là thứ nhất mình không đi tìm, không đi tìm nó. Thứ hai đó là đằng sau cái xúc này nè, đằng sau cái xúc này nè, vì đó không có phiền não, không đi tìm làm sao. Mình ở nhà mình á, cái bối cảnh ở nhà mình, ánh sáng âm thanh ở nhà mình á, nó không giống như quán bar, nó không giống vũ trường. Thế là mình đi vào vũ trường để mà mình nghe, để mà mình nhìn, để mà mình ăn, để mà mình uống trong đó. Thì như vậy đó được gọi là đi tìm cái xúc đó. Nói như vậy không có sai. Mà mình đi bar, đi casino, đi vũ trường, đi discotheque thì mình gọi là mình đi tìm xúc cũng được, mà gọi là đi tìm thọ cũng được. Mình nói là đi tìm ái, mình đi tìm thủ, mình đi tìm tái sanh, mình đi tìm sanh già đau chết, đều đúng hết, không có sai cái nào hết. Không biết các vị có nghe kịp không? Nói như vậy không có sai. Có nghĩa là mình đi tìm. Thế thì mình về Chủ nhật cái ngày cuối tuần buồn quá mình đi câu cá, thì mình có thể nói là người đó đang đi tìm, tìm cái vô minh, không sai. Rồi bên Mỹ nó có những cái khu rừng mà nó có cho phép để săn bắn, một năm vậy có mấy tháng mà cho phép được săn bắn. Phải nói thiệt nha, cái này nói mở mặt. Nếu một người mà không có biết Phật pháp gì hết, hoặc là nếu mà trên đời đừng có chuyện báo ứng luân hồi, thì nước Mỹ là một cái nước mà nó ở đã lắm. Nó có những cái vùng mà họ cho phép mình câu cá, và có những vùng không cho phép câu cá. Và cá là mình chỉ được phép bắt con cá từ cái trọng lượng cỡ nào trở lên, chứ không phải là cái con nào mà cắn câu là mình đem về mình xơi hết là có người cộng mình à. Cũng được. Đến cái con cá đó là phải cái trọng lượng cỡ nào trở lên á. Chứ lúc mình lui ra khỏi chỗ đó mà cảnh sát nó chặn xe mà nó mở ra cái thùng cá, mà nó thấy con cá mà cá lòng tông đó là mình sợ, mình hết phim ha. Rồi săn bắn cũng vậy. Nó cũng có những cái vùng mà mình chỉ cần nó thấy mình xách cái súng săn lên một cái là nó hốt mình. Nhưng có những vùng là nó quy định một năm có mấy tháng được phép săn bắn sung sướng như thế. Thì mình đi tìm cái chỗ để câu cá, đi tìm chỗ để săn bắn, đi tìm cái chỗ để mà khiêu vũ, đi tìm cái chỗ để nghe nhạc, đi tìm chỗ để uống rượu, đi tìm cái chỗ để ăn đồ biển, đi tìm cái chỗ để đánh bài. Thì tất cả những cái chuyện đi tìm này mình có thể nói là đi tìm xúc cũng được, đi tìm thọ cũng được. Thọ tức là feeling cũng được, mà mình đi tìm thủ cũng được, grasping cũng được, không có sai. Mình đi tìm thủ. Đi tìm xúc nghĩa là mình vô trong đó mình tìm cái nhãn xúc, tức là mình cho con mắt mình nó có chỗ để nó làm việc, cho lỗ tai mình nó có chỗ làm việc, cho lỗ mũi của mình, cho cái lưỡi mình, cho cái thân của mình có chỗ làm việc, cho cái ý của mình nó chìm đắm, nó đam mê, nó chìm sâu trong cái cõi nhạc, trong cái cõi bài bạc, thì đó gọi là ý xúc. Thì như vậy thì đời sống này mình nói sao cũng được. Mình nói rằng mình đang đi tìm chỗ cho sáu xúc làm việc, cho sáu thọ làm việc, cho sáu hái làm việc, cho tứ thủ làm việc, để tìm cái chỗ để đầu tư tái sinh, để tìm cái chỗ để đầu tư sanh già đau chết, để tìm chỗ đầu tư vô minh, để tìm cái chỗ đầu tư ba hành, để tìm cái chỗ đầu tư danh sắc, đều được hết nha. Đây chính là cái điểm, đây chính là cái điểm là tinh yếu, cái điểm cốt lõi của sáu bài kinh là chỗ đó. Tức là vị A La Hán là một con tàu nó mục, được kéo lên bờ chờ cái ngày trở về đất. Còn mình đang là những hàng không mẫu hạm, mình đang là những chiếc cruise khổng lồ đang là mới vừa được maintenance và mới vừa xuất xưởng và luôn luôn được bảo trì đúng mức và đang dông rủi thoải mái trên cái biển đời sinh tử. Còn các vị A-la-hán là những con thuyền nó mục rồi, không còn, gọi là đã chấm dứt cái cuộc chơi trên cái biển sinh tử trầm luân, trên cái biển khổ. Còn mình là những con tàu mới vừa đóng, mình luôn luôn đóng mới con tàu của mình, mình luôn luôn đóng mới con tàu của mình bằng sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, tứ thủ và hai hữu. Cho nên cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái chỗ tinh yếu của các bài kinh nha. Thì mấy bài kinh ra một loạt để tôi đọc cho các vị nghe một loạt các bài kinh, dầu là bài kinh ngoại đạo ha, bài kinh tiếp theo là kinh Phu Vi Chá ha, kinh ngoại đạo, rồi kinh Phu Mi Chá, bài chữ gì đậm đầu, rồi kinh gì nữa, kinh U-pa-wa-ne, rồi kinh gì nữa, kinh Duyên, rồi kinh Tỷ Kheo, kinh Duyên, kinh Tỷ Kheo, rồi kinh Sa Môn Bà La Môn.
đều có nội dung cần hiểu như những gì vừa được trình bày. Xong và đi một lèo hết một loạt kinh luôn. Đó, tức là nghe giống như là tôi đi lạc cái đó mà không, cuối cùng là mình đã đi một vòng rồi, cuối cùng là mình học xong hết là kinh, tôi khá như vậy đó. Đó, như vậy đó, có nghĩa là khổ, cái nội dung của mấy bài kinh này là khổ không do ai tạo, mà là do duyên tạo, không phải do nhân tạo, không phải do thiên tạo, mà là do duyên tạo. Vạn hữu không do nhân tạo, nhân là người đó nha, hay là thiên tạo mà là duyên tạo. Bởi cho nên mình có nói là mưu sự tại nhân, chỉ nhân đây là người nha, mà thành sự thì tại duyên. Ngoài đời đó thì họ nói là tại thiên, nhưng mà trong định đạo Phật pháp mình nói là tại duyên. Mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại duyên. Là chỗ đó. Mà có một điểm này tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần tôi cũng không có thấy nhiều, đó là tùy thuộc vào cái ba la mật, tùy thuộc ba la mật mà mỗi người tin Phật ở mức độ nào, kiểu nào, và từ đó có hành trì hay không, rồi cái hành trì kiểu nào, mức độ nào, luôn tự nhìn mình ra sao để tự đoán ma la mật bản thân. Cái điều này tôi biết có nhiều vị mà học Aridam mà kiểu mà học cực đoan á, nghe gì chóng như lắm, vì nó là nhiều khi như mình cũng tu nhiều kiếp, nhưng mà kiếp này mình cả chớ, đúng. Nhưng mà cái đề nghị của tôi không có sai, tuyệt đối không có sai. Là vì sao? Vì đây là một cái mẹo, đây là một cái mẹo nó đánh động vào cái phàm tâm của mình. Đã. Cái mỗi lần mà mình thấy mình kềm chế không được thì mình tự hỏi mình, ba la mật của mình nó yếu như vậy hay sao? Yếu như vậy hay sao? Tốt. Cái này là một cái mẹo rất là cần thiết, rất là tốt. Nha. Tùy thuộc vào ba la mật. Ba la mật tức là ở đây chắc các bạn hiểu rồi phải không? Ba la mật có nghĩa là cái duyên giải thoát của mình á. Ở trong lúc này tôi không biết ai đang nghe, tôi không có biết, cho nên tôi phải giải thích những cái chữ đó rất là sơ cơ. Là ba la mật là cái duyên giải thoát đó. Thì tùy thuộc vào cái ba la mật của mỗi người mà mình tin Phật ở mức độ nào, kiểu nào, và từ đó mình có hành trì hay không, mà hành trì kiểu nào. Và còn một cái nữa, trước khi khép lại chương này tôi vẫn phải nhắc lại, tất cả những gì mình thích, cái này tôi nhắc là những gì mình thích đều do ba nhân đã nói nhiều lần. Không có gì độc đáo hay ho như ta vẫn nghĩ. Đó, cái câu này mà nếu mà tôi có con, mà có cháu, có em, học trò, đệ tử mà tôi thương á, thì tôi bắt nó mỗi ngày nó đọc cái câu này. Nếu ngày xưa mà tôi cái câu này mà nếu mà tôi hiểu được và tôi hành trì được cái câu, bây giờ tôi đã khác rất nhiều lắm. Thì có một thời gian rất là dài, mấy chục năm, tôi cứ tưởng là những cái tôi thích là hay lắm. Nhưng mà tới lúc mà nó nói một tuổi rồi đó, mình tự nhận ra là tất cả những gì mình thích thì nó đều do ba nhân đã nói, không có gì độc đáo hay ho như mình vẫn nghĩ. Mình do cái nghiệp, tiền nghiệp nó đẩy mình vào cái hoàn cảnh sống nào đó, mãi mình vô trong hoàn cảnh là tự nhiên phải thích cái này cái kia ở hoàn cảnh đó, ở cái bối cảnh đó. Đó là cái thứ nhất là do tiền nghiệp. Cái thứ hai là khuynh hướng tâm lý, mình là người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, tánh tầm, tánh giác này, ví dụ như vậy. Thì do khuynh hướng nó mới khiến mình thích cái khuynh hướng đó, cộng với bối cảnh đó, rồi khuynh hướng đó cộng với sự tác động của tiền nghiệp, rồi cộng với bối cảnh hiện tại, ba cái này nè, nó mới làm cho mình thích cái này thích cái kia, và một đời theo đuổi cái mình thích. Mà trong khi đó cái mà mình theo đuổi thật ra nó chỉ có giá trị rất là hạn chế, thậm chí nó là vô nghĩa nữa. Tôi đang bài giảng và duyên khởi mà tôi phải nhắc lại cái này, bởi vì cái này nó là chính là nội, cũng là một phần nội dung của duyên khởi. Tại sao mình cứ quẩn quanh trong duyên khởi là bởi vì mình tưởng cái mà mình thích nó là cái hay ghê gớm, mà thật ra không phải. Cái sự có mặt ở đời này nói cho rốt ráo đó là sự vô nghĩa. Các vị tưởng tượng nhìn đi, đêm hôm qua tôi ngồi ngoài ban công, tôi nhìn lên trời đêm lạnh lắm, tôi nghiệm ra một điều tôi thích lắm, đó là tôi vừa đọc xong một bài báo
người ta nói Việt Nam nằm trong một trong những xứ hạnh phúc nhất thế giới. Thì tôi có suy nghĩ hoài, tôi nghĩ nếu giả định, mình giả định là theo tôi đó, mà các vị hỏi tôi cái mô hình xã hội nào mà tốt nhất để gọi là hạnh, được gọi là một cái cảnh giới hạnh phúc cho nhân loại đó, thì trong cái biết của tôi nha, trong cái biết của tôi thì tạm thời thì cái cửa trời với bậc Lưu Châu rồi tôi không biết, mà trong cái biết của tôi thì cái mô hình xã hội mà tôi cho là tốt nhất ở mặt Tây Âu và Bắc Âu, một là Bắc Mỹ rồi Tây Âu rồi Bắc Âu, mà đây là ba cái vùng đất mà tôi cho là cái mô hình xã hội tuyệt hảo. Tuyệt hảo là sao? Là cái vấn đề giáo dục, kinh tế, xã hội rất là ổn định. Tức là anh có cái cơ hội để anh phát triển cái sở trường, cái khả năng của anh. Và khi anh phát triển như vậy, anh sẽ nhận được những phần thưởng rất là xứng đáng. Đây là hai điều quan trọng. Có điều kiện phát triển sở trường và nhận được những phần thưởng xứng đáng. Đó, đây là cái đặc điểm của sự. Tuy nhiên, tôi đang giảng đạo mà tại sao tôi đem chuyện tào lao ra tôi nói. Tuy nhiên, tôi ngồi tôi nghĩ lại, đúng, ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Bắc Âu, đúng, nó có được hai cái này. Nó có điều kiện để mình phát triển sở trường, và mình sau khi mình phát triển được rồi là mình sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng đáng, đúng. Nhưng mà rồi thì sao? Giả định như từng người trên hành tinh này đều có bằng đại học xuất thân từ một trường đại học danh giá. Từng người trên hành tinh đều xuất thân từ trường đại học danh giá. Từng người trên hành tinh đều có máy bay riêng, đều có du thuyền, đều có một cái resort riêng. Hoặc là nếu không có thì họ đều có khả năng là đi đến bất cứ một cái resort, một cái casino, một cái khách sạn, mà bất cứ một cái nơi chốn nghỉ dưỡng nào gọi là tuyệt vời nhất họ đều có khả năng hết. Tất cả những vấn đề về y tế và giáo dục đều coi như là tuyệt hảo hết. Rồi thì sao? Rồi thì sao? 7 tỷ rưỡi người hành tinh này đều được như nhau hết. Rồi thì sao? Sống hết tuổi thọ, nó sẽ đến một ngày nào đó nó 90 tuổi, 95 tuổi rồi nó phải vô nhà già thôi. Phải vô thôi. Mà các vị xin hỏi cho các vị trong room này có bao giờ mà vô nhà già chưa? Các vị vô nhà già tới một lần thôi. Một lần thôi các vị mới lẩm chung sống. Giàu nghèo, giỏi dốt, sang hèn, vô trong đó nó giống nhau y chang. Tôi đã vào ở trong nhà già bên Thụy Sĩ mấy lần. Tôi đã vô ở trong nhà già của Mỹ hơi nhiều, ở thêm ba. Tức là mình vô trong đó là mình nhìn mình sửa là hết hồn. Có những bà cụ mình nhìn mình thấy là già rồi, mình tinh tay tay vẫn còn đeo nhẫn kim cương, đeo lắc, đeo vòng. Mình nhìn mình biết cái tay này là trước đây nó là chắc chắn là nó giàu nứt trứng như vậy không. Mà bây giờ ở nhà không tự chăm sóc được, con cháu nó phải đi làm, nó phải đi học. Mà hình như có những bà cụ, có những ông cụ hình như không còn người thân nữa, họ chỉ có tiền thôi. Mà vô trong đó là mình biết ngồi gà gật. Mà cặp mắt thì kem nhèm, nước miếng thì chảy. Mà ai mà lao hoài được quý vị? Quý vị tưởng tượng y tá đâu mà, trừ phi mình mướn hẳn riêng y tá về nhà nó hậu cho mình, thì không bao giờ có cái chuyện mà trong nhà già mà ta tới người ta thấm nước bọt, mình nhiễu từng giọt từng dòng mà có người hầu là cái chuyện đó tôi thề đọc là không có nha. Mà quý vị tưởng tượng bây giờ mình tốt nghiệp đại học Sorbonne hoặc là Cambridge, Oxford, Yale rồi tưởng rằng sống mình 95 tuổi không buồn biết cái gì hết. Để mình tưởng tượng đi. Bây giờ mình có phát triển bao nhiêu thứ gì nữa mà mình muốn trường sanh bất lão, mà có một chuyện mà không thể nào mà tôi biết chắc, tôi không phải là nhà khoa học, tôi biết chắc là người ta không thể làm được. Đó là khoa học bây giờ họ đang hoàn toàn mù mờ về cái gọi là tinh thần. Cho nên nếu bây giờ họ có dùng y học và can thiệp vào trong cái cơ thể sinh lý của mình cho mình sống 300 tuổi rồi thì sao? Chỉ họ chỉ lo được về cái phần xác thôi, thì cái phần hồn là không có rồi đó. Cái phần hồn, cái phần tâm linh là không có. Có nghĩa là tới cái phần mà nó lẫn rồi thì nó cứ lẫn. Nó lẫn rồi nó cứ lẫn. Ngồi ở đâu rồi nó gật gà, gật gưỡng ở đó hả? Nước miếng, nước bọt nó chảy rồng rồng. Mà cặp mắt thì kèm nhèm nhìn không thấy rõ. Ăn uống thì coi như nhai, nó là phải xài răng giả. Mà có những cái món mà mình muốn ăn là phải xài răng thiệt. Đã. Rồi trí nhớ thì mập mờ. Tôi nhìn cái ông Ronald Reagan của Mỹ mình trước khi mất bị bệnh Alzheimer, tôi nản quá. Nản quá. Một thời là movie star, ông là diễn viên điện ảnh mà. Rồi sau đó là ông lên tới thượng nghị sĩ, thống đốc bang, rồi thì gì nữa, rồi là tổng thống. Của ông Ronald Reagan là tôi cho là coi như là đỉnh cao của sự thành công.
đỉnh cao của sự thành công, phải nói như vậy. Vậy rồi thì sao? Nếu họ bị Alzheimer rồi tất cả bỏ hết, tôi chưa nói tới chết, tôi chưa đụng tới cái chết, tôi chỉ nói là cái đó thôi. Cho nên mọi hiện hữu là khổ là vì sao? Là vì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tôi nhắc lại cái mô hình xã hội tuyệt hảo đó là Tây Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ. Đúng, nó cho mình những cái ngày tuổi trẻ rất là tuyệt vời, nhưng mà không có gì thê thảm bằng cái chuyện mà mình về già. Mới sáng nay tôi được tin cái bà công tước từ Tây Ban Nha mới vừa qua đời để lại 5 tỷ đồng, 5 tỷ đô la Mỹ, để lại 5 tỷ mới sáng nay thôi. Mới sáng nay, công tước, bà là một cái người quý tộc mà có nhiều cái tước hiệu quý tộc nhất trên hành tinh này. Tức là bà coi là cái nội mà mới ngồi bà kể ra hết cái tước vị của bà làm mình coi như mạch mỏi đó. Mà bà từng là người chơi chung cái đồ chơi với nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị nha. Bà giàu có nức nở à, mà nói cái này mở mặt nói ông thầy chùa nói cái này ra nó kỳ, nhưng không thể không nói chỗ này. Người nữ quan trọng nhất họ là gì? Là nhan sắc, là tình yêu gia đình. Mà trong khi cái bà này cuối đời bà vẫn còn tái hôn khi bà đã 80 mấy tuổi à. Lấy một người nhỏ bà 20 tuổi, tức là ông nó mới 63 tuổi thôi, mà coi như cái nhan sắc của bà tôi nhìn tôi lạnh tôi sống luôn. Tôi có thấy rất là nhiều phật tử của mình lớn tuổi 80 mình nhìn vẫn còn xuất sắc. Còn cái bà này trời đất ơi, bà coi như mà bây giờ nhìn bà đó, nó cằn cỗi mà nó xấu coi như không còn chỗ để mà sửa nữa. Thì tôi muốn nói cái gì? Tuổi già mà nó tàn nhẫn lắm, nó bôi xóa tất cả những thứ gì trong đời mà người ta trân quý nhất, ao ước nhất. Cho nên tôi không muốn phải đem chuyện sanh lão bệnh tử ra đây tôi nói, bởi vì sợ cái này câu lấy đi thôi. Lão bệnh tử chỉ là mặt nổi của cái khổ, cái cốt lõi chính là sự vô nghĩa vô vị của đời sống đó. Cái lão bệnh tử nó chỉ là cái mặt nổi của cái khổ thôi đó. Cái người mà có ba cái khổ, phải trở lại ba khổ. Phật giáo nói đến ba khổ. Khổ khổ là sự có mặt của những gì khiến ta khó chịu trong thân tâm đó. Rồi hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến ta hạnh phúc. Và cái hành khổ là sự có mặt bằng cách lệ thuộc các duyên. Đấy, thì cái người mà bình thường mình á, mình chỉ sợ đó là mình chỉ sợ có cái khổ khổ thôi. Trong khi mình thấy Bồ Tát Tất Đạt là ngày không có bị cái gì hết, ngày không có bị cái gì hết nha. Bồ Tát Tất Đạt là 29 tuổi mà trong kinh đó Bồ Tát là được thừa hưởng một cái sự, một cái nền giáo dục cực tốt, mà Bồ Tát có một sức khỏe cực tốt, một cái bối cảnh gia đình cực tốt, một cái điều kiện sống cực tốt, cái gì cũng cực tốt đó. Nhưng mà sao thì chỉ nhìn thấy cái xác người, chỉ nhìn thấy một ông cụ, chỉ nhìn thấy hai đó thôi là ngài nghĩ đến cái chuyện khác, ngài nghĩ đến cái chuyện chẳng những sau này ngài sẽ bị như vậy đã đành rồi, mà ngài còn nghĩ đến một chuyện khác rồi thì còn ghê gớm hơn, có nghĩa là sống cho đã rồi cuối cùng cũng như vậy hay sao. Hoàng đế hang mài thì cuối cùng cũng là cái xác lạnh ngắt như vậy hay sao? Đấy, vấn đề này không phải là chỉ là sẽ chết, mà ngài còn nghĩ đến sự vô vị của nó. Chính vì cái ý thức này nè, về sau khi mà ngài đạt được tới cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng thì ngài vẫn nhớ lại cái cảm giác đó. Ngài thấy là bây giờ tới đây rồi thì sao? Thì về trên kia ở cho đã rồi cuối cùng cũng trở xuống nữa. Trên cái khổ khổ là cái mà những chúng sanh mà thấp nhất thấy được. Còn cái hoại khổ là những sinh cao hơn một chút không mới thấy được. Thì có nghĩa là hồi nào có mà bây giờ mất. Tôi nhắc lại, khổ khổ là cái gì làm cho mình khó chịu, không? Còn cái hoại khổ là cái sự vắng mặt, cái sự mất mát của những gì làm cho mình thích. Thì có một những cái người mà gọi là cao cấp, họ thấy gì họ đã nản rồi, chứ không cần phải khó chịu, họ không cần. Họ chỉ cần có thấy là cái hoa đó ngày hôm qua nó đẹp quá, mà bên đây nó héo. Đối với họ như vậy đó là họ đã đủ nản rồi. Hồi nãy nó mát, bây giờ nó không còn mát nữa, đó là nản rồi. Nhưng mà cái thứ ba này mới là cao siêu.
Người nào chán được cái thứ ba này mới làm được. Có nghĩa là thấy rằng dầu khổ hay là vui thì mọi sự có mặt ở đời này á, nó phải do các cái yếu tố, các cái điều kiện mà có. Và tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đó là cái chuyện mà mình ngồi mình uống một ly nước đó, nó không có đơn giản như các vị nghĩ đâu. Các vị nghĩ rằng tôi có tiền thì tôi mua ly nước tôi uống. Đây là một suy nghĩ, xin lỗi, nói đừng có buồn nha, một suy nghĩ rất là trẻ con. Một suy nghĩ rất là trẻ con. Cái tưởng là tôi có tiền thì tôi mua ly nước tôi uống. Không phải, không phải như vậy. Theo trong cái tinh thần của Phật giáo đó, nó có tới 3.000 tỷ cái lý do, 3.000 tỷ cái điều kiện để mà mình từ đó mới có được ly nước mình uống. Cái thứ 3.000 tỷ đây là một con số giả định, nhưng mà nó có đúng là nó là vô số trong cái 3.000 tỷ. Các bạn đừng tưởng 3.000 tỷ đây là số lớn, phải con số nó nhỏ xíu, mình phải nói chỉ vô số mới đúng. Nó có vô số cái điều kiện mình mới có thể uống được một ly nước. Một ly nước nhỏ xíu thôi, một ly nước cam thôi. Vì sao? Bây giờ tôi kể cho các vị nghe nè. Các vị ngay lúc đó các vị không có vấn đề về sức khỏe, không bị tiêu chảy, không bị nhức đầu, không bị chóng mặt. Chứ một người mà đang bị nhức đầu chóng mặt, họ có cái xiên mà để họ lết ra ngoài quán họ kêu đi nước cam hay không? Cái vị lớn rồi, cái vị trên 18 tuổi rồi, tôi đâu cần nhắc, phải không? Cái vị tưởng tượng đi, mình đang nhức đầu quằn quại, mình đang bị chóng mặt quay vòng 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 thì mình có hơi sức đâu, mình nghĩ gì mà lết ra ngoài tiệm nên mình kêu đi nước cam mình uống. Lúc mình phải đi nghỉ chứ, lúc mình phải đi nằm chứ, lúc phải kiếm thuốc mình uống chứ. Đằng này mình nói chung là cái cơ thể mình phải hoàn toàn ok thì mình mới ra ngoài tiệm mình ngồi kêu ly nước cam, đúng không? Mà các vị ở đây cũng lớn, trên 18 tuổi, các vị biết để được gọi là cái cơ thể ok đó thì là sao? Tim không vấn đề, huyết áp không vấn đề, gan không vấn đề, mặt không vấn đề, tùm lum cái không có vấn đề. Phải là tùm lum thứ không có vấn đề thì mới gọi là một cơ thể không có vấn đề. Đấy, rồi về vấn đề gia đạo, chồng của mình không có vấn đề, vợ của mình không có vấn đề, con cái, ba má của mình không có vấn đề. Chứ bây giờ thử bạn bè mà nó có chuyện gấp, nó nhờ mình chạy tới giúp nó, mình có đi, có mình có thời gian để uống nước cam không? Không, dứt khoát là không. Rồi thì sao? Không có thiên tai này, không có nhân họa như là chiến tranh, bạo lực, khủng bố, cướp giật, không có cái gì hết nha. Không có bão tố phong ba, không có mưa gió sóng thần động đất núi lửa, không có những cái đó thì mình mới có thể ngồi ra quán mình uống nước cam chứ. À, chứ nếu có nó đang rầm rầm như làm sao mình uống. Rồi về phía người bán, họ cũng phải ok về cái tấm thân của họ, về gia đình của họ và bối cảnh xã hội, thì nói chung là mỗi thứ phải ok thì người ta mới có thể ngồi đó, người ta bán cái ly nước cam cho mình. Nãy giờ tôi nói chuyện giống như nói chuyện với trẻ em mẫu giáo vậy thôi, có nghĩa là tôi phải nói rõ như vậy. Các bạn thấy, để có một cái ly nước cam cho mình uống thì nó có tới 3.000 tỷ cái điều kiện, chứ không phải là ít đâu quý vị nha. Chỉ cần một chút lý do thôi, một chút xíu lý do là không có ly nước cam đó, một chút xíu lý do thôi. Tôi chỉ ví dụ nè, chỉ cần hớp vô mà hớp mà nghe cái răng nó buốt, các vị nghĩ sao? Các vị có biết cái đó hay không? đừng có mà giả gì hết, cái mình tưởng tượng đi. Cái có ở đây có ai bị nhức răng rồi biết, mình hớp một miếng nước mà nước đá vô đó mà nghe cái răng nó buốt, rồi từ đó về sau đó là cho đến bao giờ chưa đi nha sĩ, cho đến bao giờ chưa đi nha sĩ, hễ gặp cái ly nước mà có nước đá là mình lẫm chân sống. Tôi đã bị rồi, thưa bà con, tôi đã bị rồi. Có nghĩa là tôi đã hớp nước lẫm vô mà tôi nghe nó buốt cái răng, là từ đó về sau cho đến bao giờ gặp nha sĩ trở về thì thôi, cứ gặp ly nước nào mà có nước đá bồng bềnh đến đó là tôi không dám đụng tới. Bởi vì hớp vô một cái nó lên tới ốc luôn, lên tới ốc luôn. Mà nó khổ một chỗ là cái khổ này không có ai 7 tỷ người trên hành tinh này thấy được, chỉ trừ ra có Trọng, chỉ một mình Trọng thấy, các khanh không ai biết nha. Tức là chỉ buốt cái răng thôi là từ đó về sau không có còn nước cam, nước ổi gì hết, chỉ thấy nước đá là nó lặn xương sống. Đấy, cho nên cái này được gọi là hành khổ, có nghĩa rằng thấy là vạn hữu ở đời nó tồn tại bằng cách là lệ thuộc chư duyên, là chỗ đó đó. Ô là nghĩ rồi, mệt rồi, bây giờ nó 7:30 rồi, tôi đã giảng đúng 1:30. Bây giờ hẹn gặp lại bà con vào ngày thứ 3. Giờ sáng nay mình đã giảng một loạt các kinh rồi nha. Tôi ôm lại, các khổ không do ai tạo mà là do duyên tạo, đó là điều thứ nhất. Và cái kết thúc cái chỗ khó hiểu nhất hồi nãy tôi nói đó, đó là
Vị La Hán không còn phiền não nữa, tuy vẫn còn xúc nhưng cái xúc của ngài không còn tác dụng tạo khổ và tạo vui. Vị La Hán không vị La Hán có thể vẫn còn sáu xúc, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng là sáu xúc đó, không có khả năng tạo khổ tạo vui. Nói gọn là tạo duyên tái sinh, đại chỉ khổ thân không khổ tâm. Rồi xin hẹn bà con ngày thứ ba, 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 xin hẹn